Chào mừng quý vị khán giả của chương trình Khỏe Đẹp Mỗi Ngày. Gina rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ quen thuộc 21:15 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Trong chương trình tuần này thì Gina xin giới thiệu đến quý vị chủ đề xu hướng trang điểm siêu hot tại xứ sở Kim Chi dành cho các cô nàng yêu thích phong cách trang điểm Hàn Quốc. Phong cách trang điểm Hàn Quốc luôn nằm trong danh sách các kiểu trang điểm được các chị em yêu thích nhất hiện nay bởi kiểu trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng, tự nhiên và vô cùng trẻ trung. Đầu tiên, chuẩn bị một hộp phấn mắt tông màu nâu. Bước thứ nhất, sử dụng phấn mắt màu nâu đậm. Tán đều phần mắt màu nâu lên phần màu mắt. Lưu ý đánh từ giữa màu mắt đến chân mắt. Bước 2, sử dụng phấn mắt màu đỏ hồng. Dùng tay lấy một lượng phấn vừa đủ. Thoa nhẹ nhàng lên hai vòng mắt, từ đầu mắt đến đuôi mắt. Bước 3, dùng phấn mắt có nhũ màu nâu đánh lên toàn bộ hốc mắt. Bước thứ 4, sử dụng mascara chảy đều mi trên và mi dưới để mắt trông long lanh hơn. Bước 5, dùng phấn má màu đỏ hồng đánh lên vùng xương gò má. Bước thứ 6, sử dụng son nước màu cherry đánh lên toàn bộ môi. Sau đó dùng son bóng có màu hồng nhạt thoa lên để tạo sự căng bóng cho đôi môi. Và cuối cùng là buộc tóc gọn gàng lại. Thế là chúng ta đã có ngay một lớp trang điểm hoàn chỉnh để vệ sinh thu hút ánh nhìn của người đối diện rồi. Với kiểu trang điểm tươi tắn dễ thương này, quý vị cần lưu ý nhấn nhá phấn mắt màu đỏ để tạo cho đôi mắt long lanh và đáng yêu hơn. Kèm theo đó là đánh phấn má đỏ hồng cùng với màu mắt và chọn son môi có độ bóng nhẹ để giúp cho đôi môi căng mịn và quyến rũ hơn. Ngại ngùng gì mà không lưu giữ ngay bí quyết tuyệt mật này chứ? Đầu tiên, chuẩn bị một hộp phấn mắt tông màu nâu. Bước thứ nhất, sử dụng phấn mắt màu nâu đậm. Tán đều phần mắt màu nâu lên phần màu mắt. Lưu ý đánh từ giữa màu mắt đến chân mắt. Bước 2, sử dụng phấn mắt màu đỏ hồng. Dùng tay lấy một lượng phấn vừa đủ. Thoa nhẹ nhàng lên hai vòng mắt, từ đầu mắt đến đuôi mắt. Bước 3, dùng phấn mắt có nhũ màu nâu đánh lên toàn bộ hốc mắt. Bước thứ 4, sử dụng mascara chảy đều mi trên và mi dưới để mắt trông long lanh hơn. Bước 5, dùng phấn má màu đỏ hồng đánh lên vùng xương gò má. Bước thứ 6, sử dụng son nước màu cherry đánh lên toàn bộ môi. Sau đó dùng son bóng có màu hồng nhạt thoa lên để tạo sự căng bóng cho đôi môi. Và cuối cùng là buộc tóc gọn gàng lại. Thế là chúng ta đã có ngay một lớp trang điểm hoàn chỉnh để tự tin thu hút ánh nhìn của người đối diện rồi. Vốn yêu thích phong cách trang điểm nhẹ nhàng, phái đẹp phương Đông thường lựa chọn những màu son cơ bản, trẻ trung với cách đánh lòng môi nhẹ nhàng xinh xắn. Trong khi đó thì phái đẹp phương Tây lại bị hấp dẫn bởi những màu son đậm, nổi bật và đầy cá tính. Hôm nay Gina sẽ giới thiệu cho quý vị cách đánh son môi đặc trưng nhất của phương Đông lẫn phương Tây để quý vị có thể biến hóa đa phong cách nhé. Kiểu 1, thoa son theo phong cách Nhật Bản. Bước thứ nhất, dùng son dưỡng màu nâu sô cô la để tạo lớp nền cho đôi môi mềm mịn. Sử dụng cọ môi tán đều lớp son dưỡng. Bước 3, dùng son bóng màu hồng để tạo cho đôi môi căng bóng. Kiểu 2, thoa son theo phong cách Hàn Quốc. Bước thứ nhất,
dùng son kem màu cam đào đánh lên toàn bộ môi để làm lớp nền. Bước 2, sử dụng son kem màu đỏ gạch đánh vào lòng môi một lượng son vừa đủ. Bước 3, bậm hai môi lại với nhau để son được tán đều hơn. Theo phong cách Hoa Kỳ. Bước thứ nhất, sử dụng chì kẻ môi màu đỏ và kẻ viền môi. Bước 2, kẻ một đường thẳng ở giữa môi dưới và hai đường xéo ở môi trên cho giống hình trái tim. Bước 3, dùng son kem màu đỏ thoa đều lên toàn bộ môi. Và lưu ý là thoa phía trong khuôn môi đã kẻ sẵn. Vậy là đã có 3 kiểu son vừa đẹp vừa nhanh để tha hồ biến hóa cho đôi môi rồi. Quý vị đã chọn được cách đánh son môi cho riêng mình chưa? Nếu quý vị thích phong cách trẻ trung đáng yêu thì hãy chọn cách đánh son theo phong cách xứ Hàn. Hay là thích phong cách năng động, tự tin thì chọn cách đánh son của Nhật Bản. Nếu quý vị nào thích phong cách quyến rũ thì hãy chọn cách đánh toàn bộ môi của xứ Hoa Kỳ. Đôi lúc để tạo sự mới mẻ cho gương mặt, quý vị nên thay đổi thói quen trang điểm một chút. Thử áp dụng một số cách đánh son khác nhau để tạo phong cách đa dạng cho riêng mình nhé. Kiểu 1, thoa son theo phong cách Nhật Bản. Bước thứ nhất, dùng son dưỡng màu nâu sô-cô-la để tạo lớp nền cho đôi môi mềm mịn. Bước 2, sử dụng cọ môi tán đều lớp son dưỡng. Bước 3, dùng son bóng màu hồng để tạo cho đôi môi càng bóng. Kiểu 2, thoa son theo phong cách Hàn Quốc. Bước thứ nhất, dùng son kem màu cam đào đánh lên toàn bộ môi để làm lớp nền. Bước 2, sử dụng son kem màu đỏ gạch đánh vào lòng môi một lượng son vừa đủ. Bước 3, bậm hai môi lại với nhau để son được tán đều hơn. Kiểu 3, thoa son theo phong cách Hoa Kỳ. Bước thứ nhất, sử dụng chì kẻ môi màu đỏ và kẻ viền môi. Bước 2, kẻ một đường thẳng ở giữa môi dưới và hai đường xéo ở môi trên cho giống hình trái tim. Bước 3, dùng son kem màu đỏ thoa đều lên toàn bộ môi. Và lưu ý là thoa phía trong khuôn môi đã kẻ sẵn. Nếu quý vị có một chút hoa tay và muốn gây bất ngờ cho những người thân yêu của mình thì hãy thử cùng Gina tự làm món quà thủ công độc đáo và dễ thương nhé. Bước 1, chuẩn bị các viên kẹo có dây gói đẹp mắt. Dùng ống hút và băng keo dán vào một đầu của viên kẹo. Bước 2, lấy kẹo mút cắm vào ống hút. Sau đó dùng một tờ giấy gói nhỏ bao trùm lên cây kẹo mút. Sử dụng cây kẽm kim tuyến cột chặt lại, lần lượt là nhiều cây kẹo bong bóng có hình dáng khác nhau. Bước thứ 3, sử dụng 3 tờ giấy gói kích thước bằng giấy A4 đặt lên bàn. Lấy tất cả kẹo và bong bóng làm sẵn, đặt xéo lên 3 tờ giấy gói. Dùng dây kẽm buộc lại thành bó. Bước tiếp theo, đặt thêm vào bó kẹo khoảng 8 cái bông hồng nhỏ đã được gói bằng giấy kiếm. Và lưu ý là xếp đều mỗi bên 4 cái. Dùng dây kẽm kim tuyến buộc chặt lại một lần nữa. Bước thứ 5, đặt bó kẹo hoa ở giữa các tờ giấy gói, dùng hai tay bó lại, tạo kiểu cho giấy gói và định hình bằng kim bấm.
cùng là dùng dây ri băng thắt thêm một chiếc nơ xinh xắn. Vậy là đã có một bó kẹo hoa đáng yêu dành tặng cho những người thân rồi. Đảm bảo những người đặc biệt mà bạn yêu thương sẽ vô cùng cảm động trước sự khéo léo và chân thành của bạn đấy. Chỉ cần chuẩn bị những viên kẹo ngọt ngào, những cây kẹo mút, ống hút, bong bóng hình trái tim, dây gói quà, dây ri băng mà một chút khéo léo thôi là đã có ngay một bó hoa xinh xắn để truyền tải thông điệp yêu thương dành cho người đặc biệt rồi. Bước 1. Chuẩn bị các viên kẹo có dây gói đẹp mắt. Dùng ống hút và băng keo dán vào một đầu của viên kẹo. Bước 2. Lấy kẹo mút cắm vào ống hút, sau đó dùng một tờ giấy gói nhỏ bao trùm lên cây kẹo mút. Sử dụng cây kẽm kim tuyến cột chặt lại, lần lượt làm nhiều cây kẹo bong bóng có hình dáng khác nhau. Bước thứ 3. Sử dụng 3 tờ giấy gói kích thước bằng giấy A4 đặt lên bàn, lấy tất cả kẹo và bong bóng làm sẵn, đặt xéo lên 3 tờ giấy gói. Dùng dây kẽm buộc lại thành bó. Bước tiếp theo, đặt thêm vào bó kẹo khoảng 8 cái bông hồng nhỏ đã được gói bằng giấy kiếm và lưu ý là xếp đều mỗi bên 4 cái. Dùng dây kẽm kim tuyến buộc chặt lại một lần nữa. Bước thứ 5, đặt bó kẹo hoa ở giữa các tờ giấy gói, dùng hai tay bó lại, đảo chuyển trên giấy gói và định hình bằng kim băm. Và cuối cùng là dùng dây ri băng thắt thêm một chiếc nơ xinh xắn. Vậy là đã có một bó kẹo hoa đáng yêu dành tặng cho những người thân rồi.